Thực ra là thanh toán nó cuối cùng cơ mà, có gì để kiểm tra đâu. Tiêu chuẩn nguyên luôn này, tiêu chuẩn của hãng về là như này rồi, sang Mỹ là tiêu chuẩn cao nhất, hàng châu Á phải kiểm tra thôi. Từ hàng hãng là đã có nguyên sẵn luôn. Có sẵn nguyên đơn bản quyền, hàng châu Á là hàng Mỹ là tiêu chuẩn cao nhất. Có nghĩa là người ta làm kỹ từ ngoài vào trong, thì là khách hàng chỉ dùng bước khui ra là có sẵn cái đồ bản quyền, mình mua win ra mình yêu cầu mình cần cài đặt thì bên mình hỗ trợ bản grab thôi ở trong nước. Windows là bản quyền đó. Rồi ok, thế mình tiến hành luôn để có anh không. Mình khui cho mình mở máy mình vào mạng check luôn thì máy mình. Thanh toán nó cuối cùng bên mình hỗ trợ kiểm tra luôn nào. Check trên máy mình là nó tự động nhận luôn. Rồi xin mời tổng quan 5502. Thì với chị khách hàng này chị nghiên cứu tương đối là kỹ cái thắc mắc của tem niêm phong, mình chia sẻ luôn. Niêm phong của Dell là như này các bạn, chia sẻ cả trên các diễn đàn công nghệ và trên mạng. Đây là tem niêm phong của hãng. Thì rất là may mắn thì chị mua hụt một lần đợt trước. Chờ đợt này về thì lại có lợi cho khách hàng là được cái thời gian bảo hành nó dài ra. Đó, hàng vừa về luôn. Không bị mất bảo hành nhiều. Bình thường nha, mình có chia sẻ lại hàng ở Mỹ về khác hẳn hàng châu Á, đó là cái bảo hành. Bảo hành của hãng nó khác hẳn cái bảo hành ở trong nước mình. Hãng bên Mỹ, người ta xuất đi người ta tính bảo hành luôn, chứ không phải kiểu Acti như mấy châu Á. Đấy, tiêu chuẩn, chia sẻ thẳng thắn luôn. Thì cái... Okay. Cái giá trị cốt lõi ở đây là cái tiêu chuẩn sản phẩm máy mua không phải đi bảo hành nữa, khách hàng cần, tại vì phải bỏ ra chi phí nó cao hơn so với hàng châu Á. Đấy là chia sẻ rất là chân thành, thì mình được hưởng lại là cái sự ổn định, sự bền và cái tối ưu của sản phẩm. Tổng quan 5502, cái này thì anh em quan tâm đấy, tổng quan niêm phong trong niêm phong ngoài hai lớp của nhau. Cái model này lúc đầu mới ra thị trường thì gây rất là nhiều tranh cãi, tại vì là chiều của khách hàng trong nước chưa được tiếp cận thì có hai ý kiến trái chiều, gọi là cãi nhau quả nhôm và quả nhựa. Và nếu mà đúng quả nhôm như thế này, các CMC thì là hãng đầu tư cho người dùng nhiều quá, gần như người ta nói là bê nguyên cái vỏ của Dell XPS, cũng là dòng Ultrabook cao cấp nhất của Dell, sang cái model này thì là hãng đầu tư rất là chiều khách hàng. Mình cũng nghĩ đấy có thể là một cái sự cạnh tranh thôi với những sản phẩm trên thị trường các hãng khác. Tổng quan thì bây giờ anh em sẽ tiến hành bung win và kiểm tra máy này luôn cùng khách hàng. Dell có số CVTech kiểm tra luôn được, nếu mà các bạn kiểm tra luôn tại trên cái máy của mình thì nó chế độ là Detect tự động kiểm tra ra máy mình luôn trên các sang nhà sản xuất, ra đầy đủ thông tin nguồn gốc xuất xứ thị trường đó. Với anh em bung win sẽ tiến hành kiểm tra khách hàng, thì cụ thể như là xem cái máy này có phải là xuất xứ ở Mỹ hay không thì anh em kiểm tra luôn. Một vài ngày nữa chị vào cái website mình lại không thấy có đăng màn hình rồi, lại hết, nó không nhập được nhiều ấy, cứ mỗi lần nhập được một vài chiếc hết lại phải chờ. Anh đang qua lấy 3593 em. Không bao giờ người ta dán tem, thì mà ở trong nước mình có một cái để mình hướng dẫn luôn, mình chia sẻ qua video luôn. Thì giả sử như là chị, mình chỉ nói ví dụ nha, không dành về công nghệ thì anh em trên mạng người ta sẽ biết được luôn. Cái hàng ở châu Á người ta dán rất là nhiều tem, mặc định là người ta hay dán cái chỗ này này rất là xấu máy. Còn bên Mỹ bên bên mạng người ta không để tem gì đâu, người ta bảo hành là công nghệ số, thì cái số sâu cái tách của nó chỉ là máy. Đây này, chỗ này in soi rất là nhỏ, và trong máy ốp cũng có. Thì dưới này nó có dãy số đấy, phải khớp ngoài thùng đầy máy vào cái ốp. Đấy, thì in hơi mình hướng dẫn từ A đến Z thôi khách hàng. Cái số này, số con lửa máy. Số sẽ lên tách, thì từ chân này mà anh em không trong đối không biết. Đây là số quản lý máy, thì cái số này nó buộc nó phải có ở ngoài thùng này. Chỉ đầy máy này, cái tem đầy máy này, và trong máy ốp thì mình kiểm tra lại. Ở trong mail, trong điện thoại mình check số, serial number, đấy, email, đấy. Khi sau đó mình lấy cái số này lên cái sàn của Dell, của hãng ấy,
nó ra được cái thông tin này luôn. Cái cấu hình ngân hàng như thế nào để trên các hạng người ta có hết cả ngành hoành và cái thị trường hàng châu Á nó sẽ ghi là Asian Pacific, hàng Mỹ nó ghi là rõ là Mỹ luôn. Ok, thì chị khách hàng thì là nữ, đôi khi chị không ngâm cứu nhiều thì anh em cũng check luôn, hiển thị nội dung trong video luôn, khách hàng được xem lại. Thì bây giờ kết nối mạng mình sẽ tiến hành kiểm tra máy luôn, kiểm tra luôn cái tiêu chuẩn tại sao hàng Mỹ hàng châu Á thì mình nhìn bên ngoài cũng phát hiện được, mình kiểm tra giống như đoạn đầu video mình có chia sẻ là số server tag ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào mạng, các bạn xem trực tiếp thao tác tay của anh kỹ thuật là anh check máy luôn, thì các bạn ở xa có thể kiểm định được cái sản phẩm của mình là hàng Mỹ hàng châu Á. Thì chiếc 5502 này là cấu hình là mạnh nhất hiện tại của hãng đưa ra, đang được trang bị là cái CPU chip thế hệ thứ 11 mới nhất. Điểm mạnh đó là cái card màn hình onboard trên cái máy này đời mới nhất, tức là phải hơn tương đối nhiều cặp rời đời cũ. SSD trên này 512, RAM là con này nó ra 12GB rồi. Đúng rồi, 52GB. Đây. Vào chủ đề chính và Dell.com, các bạn vào Dell.com luôn. Ở Việt Nam thường nó sẽ mặc định cái nhãn Gia Trang của Việt Nam với chữ VN quấy, các bạn xóa đi. Quy trình đơn giản thôi, mà quét của Dell và phần support vân vân tê yếu số. Đây có ô bên cạnh này, các bạn mà không phải check trên chính máy của mình thì nhập luôn số server tag vào cái ô bên cạnh. Các tiền máy của mình thì chọn nó cái ô bên trái là auto detect, nó tự động nó tìm cái máy của mình luôn. Máy châu Á cũng có trên này luôn, nó sẽ ghi rõ luôn quốc gia, cái khu vực của nó. Châu Á nó sẽ ghi là ASEAN Pacific. Đó, em ghi cái phần được bảo hành luôn, quốc gia luôn. Đó, đây, tổng quan thông tin. Không chạy đâu. Đấy, cái ngày thời gian bảo hành đây. Đây, Mỹ đây. Mỹ Tho hay là Mỹ xịn thì nằm hết ở đây. Đây là cái thời gian bảo hành, tổng quan. Đó. Đó, thì cái quy trình làm việc thì bên mình chia sẻ trong video thôi, thì mình sẽ đúc kết lại, có nghĩa là 15 ngày đầu lỗi phần cứng nhà sản xuất thì khách hàng được khui máy khác, đấy là lỗi phần cứng, phần mềm là hỗ trợ rồi, máy Windows bản quyền. Tổng quan chia sẻ nhanh về Dell 5502. Ok, xin chào các bạn.